Sau đây thì sẽ vô tới ngay chỗ chợ đêm và gặp những các chàng trai Thái Lan, là những mấy anh LGBT mà nhảy múa hát nè. Anh rất là bự con luôn. Đây là người đến từ Thái Lan. Đây là người Thái luôn nha. Ok, đi con thay rồi. Wow, đây là Thái nha mọi người nha. Nhưng mà tươi quá trời, vú quá trời căng luôn. Ui, good. Ui. Wow. Mà đặc biệt là ở đây chỉ có mấy người thôi là đẹp nhất nha mọi người. Đây nè, anh này nè. Anh này đặc sản ở đây luôn. Kìa ảnh kìa anh. Anh, you. Sung mà hai con Việt Nam mà đu nó khá. Giặc đai phút chai thay, you thích đi. Ở đây ông bự nha. Tưởng ngon lắm nha mọi người, chấn động luôn nha. Nhưng mà ảnh vui lắm nha. Ảnh nhảy, ảnh phục vụ khách nhiệt tình luôn á. Tại vì ảnh làm lâu rồi, ảnh làm từ cái đời xưa rồi. Với lại ai thích cũng được xem anh này với anh này. Hai người này, ui. Sọn khôn mượn canh này. Dày mà, bình tùa dày mà. Là cái người rất là to nha mọi người nha. Vú rất là căng luôn. Thi nãy giờ Thi chưa ăn nữa mà Thi được bóp vú được 2-3 người vậy đó, chấn động. Người Việt Nam không anh em mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn luôn theo dõi chương trình của TT Vlog hôm nay. TT muốn quay cho tất cả anh chị em được có nhiều thứ độc lạ tại đất nước Thái Lan. Thì cái nơi đây là cái nơi mua bán ăn uống và nhộn nhịp, vì nhiều người yêu mến và xem theo các chương trình giống như kênh YouTube, TikTok, Facebook rất là đông luôn. Thì cho nên là những ai mà không biết địa chỉ là ở đây là địa chỉ. Địa chỉ bên Thái Lan. Đó. Thì tất cả anh chị em đến ở đây search lên, mở cái hình lên là taxi rất là biết. Và từ cái nơi thì đến đây là 500 baht nha mọi người nha. Nhưng mà đây là khách du lịch cũng đến rất là đông vui, vì có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em và nhậu bia luôn. Rán ní du Việt Nam đăng hèn mạc. Nón có khải rán. Sống tâm đăng hèn. Dù thi Việt Nam. Ôi. Bên va thai YouTube nó hay con thuốc con Việt Nam. Ờ. Long ta cái bong. Ờ. Thai luôn rồi cha. Hay YouTube này thuốc con Việt Nam rút chạc qua dớt mát. Ý là thì nói quay YouTube để cho những người Việt Nam biết nhiều hơn. Tại vì người Việt Nam biết nhiều á, cho nên anh nói là người Việt Nam đến đây rất là đông. Đó. Sau đây thì sẽ tới đây rồi thì sẽ kêu hai món đồ ăn để ủng hộ. Đó chính là gỏi đu đủ. Và cái này là dăm. Dăm là giống như là trộn tôm với cái gì ta, củ hành tím với lại ngò gai với lại chanh với ớt. Đó. Gỏi đu đủ Thái, chua, ngọt, cay, béo. Vì có đậu phộng, đâm, giả nhuyễn. Còn cái tiếp đó chính là dăm. Dăm là tôm chín ăn với củ hành với lại nước mắm của nó. Nói tới nói lui thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn theo dõi chương trình kênh YouTube. Nếu có điều gì đó mà Thi quay không được tốt và không được hay cho lắm thì tất cả anh chị em thông cảm bỏ qua giùm Thi nha. Vì quán ăn ở bên Thái Lan nhiều những trường hợp lạ lạ lắm, nhưng mà Thi chưa đi hết vì Thi đang quay từ từ. Tại vì Thi đi qua chỉ có thời gian ít lắm, một ngày thôi, nhưng mà giống như BD, giống như Thi á, thì nhìn rất là thích. Thích kiểu này nó vui. Sau đây Thi sẽ đi dạo đêm và Thi sẽ ăn xong ở tại nhà hàng của Thái rồi thì Thi sẽ đi dạo ở khu cái khu chợ của ở nơi đó. Thì có nhiều món ăn và nhiều đồ dùng, đồ xài giống như đồ quần áo, giày dép. Thì bên Thái Lan mình á, nói chung ra là ở bên Thái Lan nha, ở bên Thái Lan có nhiều món ăn và đặc sắc nhất ở tại nơi đây, rất là lạ miệng. Nhưng mà tại vì no quá chứ thật ra là Thi thích ăn những các món ăn ở tại Thái Lan. Đó, thơm quá trời luôn. Nè bánh nè. Chợ ở đây á, là người ta sẽ mở từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm. Tất cả anh chị em có thể là đến nơi đây chơi hoặc là ăn uống, nhậu nhẹt. Đó, rất là nhiều món ăn và để mình thưởng thức. Với lại mình mua đồ sắm ở tại nơi đây nha. Với lại có các chàng trai để nhảy múa hát để phục vụ tất cả anh chị em. Đó. Nhưng mà đối với thì nói chung là tại vì muốn đi quay cho tất cả anh chị em xem như vậy. Vì một cái sự trải nghiệm mà tất cả anh chị em muốn đi á, thì ở đây là người ta kêu là Tá Lạt Hua Mum. Đó, Tá Lạt Hua Mum là cái tên của chợ này. Đó, mở cửa từ 6 giờ chiều nha. Là 18 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm. Thì có nhiều món ăn lắm nè mọi người. Món ăn này là món ăn rất là lạ luôn. Đây là bò viên xúc xích. Ok. Sao đây? Hả, có mẹ nè. Mi có mẹ mấy? Nếu nào bên vào thầy YouTube hay khuôn Việt Nam rú chạc qua bây thiêu dù bà thịt thầy và ngay nọ lúc có khải sống ở bên vào khả mi bượt là như Việt Nam bên khuôn đăng khải như Việt Nam. Là Thi nói là Thi cũng người nổi tiếng bán ở tại Việt Nam và Thi cũng có nhiều người biết đến, cho nên Thi muốn quay cho nhiều người biết ở tại món ăn của Thái. Ok. Nên nừng mày ở sọn mày. Sọn mày thao rấy 30 baht. Ok. Khổng kinh thầy dự mạc à lòi mạc. Giác đai sổn bẹp ní, phải khả dù Việt Nam đai mày? Mẹ? Đai khả. Đai. Bẹp
bạn ra bật YouTube bao nhiêu video khổng luộc ná. Ý là bà hỏi thi là YouTube tên gì á. Đó, để bà lấy cái viết bà kia bà ghi. Nhưng mà món ăn này rất là lạ. Ôi cái mâm này đẹp quá ha. Cái mâm này ok quá ha, này hấp ốc được ha. Mua gì hấp ốc được á. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ. Nhớ đón xem kênh YouTube của Thi Thi, nhớ đăng ký kênh, phát sóng vào lúc 12 giờ trưa hoặc là 5 giờ chiều mỗi ngày. Thì mọi người hãy đến quán nhà Thi ăn bình thường nha, mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối, địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Mọi người hãy đến ủng hộ Thi để có kinh phí sắp tới Thi đi du lịch nhiều nơi nhiều nước để quay cho tất cả anh chị em xem chương trình nha. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại những chương trình vào clip ngày mai tại Thái Lan à. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Sau đây Thi sẽ đến tới chợ Sâm Phen, Thái Lan. Hiện tại Thi đang tới trước cửa đầu chợ, thì Thi sẽ thấy những cái gian hàng bán bánh bò rất là bắt mắt ở tại đất nước Thái Lan. Đây là bánh bò của Thái, xôi nếp và với lại bánh đa bánh đúc. Thì ok, thì sẽ mua một cái thứ bánh của có bánh ít nữa nha. À rồi má, bây giờ là cái tiếng món ăn bánh bò. Bên quá khá nụm nha, khá nụm ao rầy, tí sợ. Khá nụm tan là bánh bò, bánh đường thốt nốt. Bánh thốt nốt quá mọi người. Đây là khúc phía bên trong chợ, là chợ Sâm Phen, là nhiều tất cả các mặt hàng bán cho người dân ở Thái Lan và tất cả các khách du lịch là mua đồ để sỉ đem về bán tại các nơi các nước. Mua sắm đồ tại nơi đây là không có quần áo, là đồ giống như là bánh trái, dụng cụ này nọ rất là ngon, đặc biệt là chuối sấy thì rất là thích nha mọi người. Chuối sấy Thái Lan rất là ngon luôn. Đây là tất cả các bánh nhỏ của Thái để vô bọc bán rất là nhiều thứ, nhìn rất là bắt mắt và ngon. Tuy mọi người không muốn ăn nhưng mà mọi người nhìn cũng muốn ăn nữa. Khóc khôn đó me. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô phía bên trong nha, mình để mua sắm kẹp cài quần à, kẹp cài giống như là ly bọng này nọ, là những dụng cụ mà đồ xài hàng ngày, thì tất cả các trang sức giả là đều ở đây bán hết. Đây tất cả những anh chị em nào mà hay đi mua đồ giả, vàng giả để đeo đó, thì Thái Lan là nơi làm về vàng giả rất là nhiều. Tóc giả này nọ thì cũng mua ở đây luôn nha mọi người, và đặc biệt là đồ chơi này nọ là ở đây bán đủ thứ luôn, rất là thích. Nè mọi người nhìn nè, móc phá, ổ phá rất là nhiều luôn, nhìn thấy là muốn mua liền. Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh chương trình Thi Vlog hôm nay ạ. Thi đi từ sáng tới bây giờ rất là nhiều chỗ nơi du lịch để quay cho tất cả anh chị em xem rồi. Thì hiện tại Thi sẽ đi mua quần áo, mua sắm quần áo vài bộ để đem về Việt Nam để mặc. Thì cái đường này là ở chợ, ở trong là Platinum, nhưng mà ở trong này là giữa lòng chợ. Thì hôm qua tới giờ Thi chưa quay giữa lòng chợ, bây giờ Thi sẽ đi vô một cái con đường bán quần áo nhiều nhất tại đất nước Thái Lan. Thì nơi đây là tập trung tất cả các người dân Thái Lan và luôn cả Campuchia sinh sống và mưu sinh ở tại nơi đây. Và mua bán đồ thì nói chung là đồ các nơi các nước luôn có sự gia công ở nước láng giềng. Đó thì Thi nghĩ là đồ ở đây thì có nhiều nơi nhiều nước lắm, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Giống như là mình là không bán ở tại đất nước Thái Lan nhưng mà gia công ở tại Việt Nam hoặc là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc. Đó, rất là đồ nhiều mẫu mã tại nơi đây. Tất cả anh chị em có thể đến nơi đây có thể mua quần áo này rất là đẹp này mọi người. Ui. Sau đây Thi sẽ mua được 3 cái áo để Thi tặng cho bạn chị Kỷ Thi. Đó cũng là một món quà kỷ niệm tại Thái Lan. Vì Thi cũng đang tìm mua vài bộ đồ cho nhân viên bên Thi mà Thi cũng không biết mua cái nào nữa. Tại vì đông người quá. Thôi bây giờ Thi để đi tìm xem nha, để nhiều món quá, nhiều đồ quá. Cho nên là Thi sẽ đi hết cái con đường ở tại nơi đây. Giờ Thi sẽ mua rồi. Bây giờ cũng cảm ơn tất cả anh chị em nha. Bây giờ Thi đi nha. Thi sẽ quay cho các anh chị em xem những cái con đường bán đồ nhiều nhất ở tại đất nước Thái Lan. Ở đây là người ta thờ mẻ ngoắt với lại voi hay là thần đó, hoặc là dì mau. Nói chung ra tất cả các hình tượng đến liên quan tới linh thiêng thì người ta hay cúng thờ ở tại các cái nơi mua hàng, gian hàng mua bán để cho người ta mua mai bán được. Đó thì nói chung ra là như vậy nha. Rất là cúng kiến rất là nhiều thứ luôn. Thì Thi sẽ quay cho tất cả anh chị em biết về cái phong tục của Thái Lan thôi. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại Thi sẽ tới chợ rồi, Thi mua quần áo xong rồi. Bây giờ Thi sẽ thêm vài cái giỏ sách để Thi quay phim chụp hình ở tại quán nhà từ Thi. Đó chính là cái giỏ sách này. Hello Phi. Hiện tại Thi mua một cái giỏ 7 màu. Tại vì đoàn xiếc ở bên 7 màu mới về nha mọi người. Thì nói chung ra là bên Thái là nhiều vật dụng để xài rất là thích thú và bắt mắt. Thì nói chung là cái chợ này mọi người nhìn kìa, đó người mua thấy không, liên tục sáng đêm luôn, từ 5 giờ là tới giờ luôn đó mọi người. Người đông hoài luôn, đi không bao giờ hết. Nhìn thấy rất là thích luôn, mà giỏ sách này nọ, túi sách nhỏ rất là dễ thương. Thôi bây giờ Thi đi ra ngoài nha, Thi quay cho tất cả anh chị em xem. Nãy giờ đi cũng rất là nhiều rồi cho nên là chưa ăn trưa nữa.
mình đi ra ngoài mình sẽ coi những các quần áo ở nơi đây, rồi xong cái mình ăn cơm trưa nha. Thì tất cả anh chị em cũng đã biết rồi, thì Thái Lan là không bao giờ vắng khách, khách lúc nào cũng đông và toàn cả các nơi các nước đã đến nơi Thái Lan để mua đồ mua sắm, rất là vui luôn. Mà đi có mệt rồi thì mình sẽ đi theo đường mình mua nước mình uống nha. Rồi xin chào tất cả anh chị em nha. Hiện tại là Thi đang đứng ngay chỗ khách sạn Sky Ba Dục. Ba Dục là ngay đây là cái khu trung tâm tại các cái gian hàng mà người ta bán hàng quần áo này nọ đó, xung quanh này hết. Và mọi người muốn biết đường đi và không biết đường đi thì mọi người có thể là nói người ta là Ba Dục Sky Hotel. Thì ở trên đó nó sẽ có buffet và lên đó nó sẽ xem hết giống như là cái khung quanh xung quanh thành phố của Bangkok á mọi người, đó là ở trên đồi cao đó đó. Nó sẽ có một cái máy quay tròn tròn ở trên đó để cho mình đứng xem. Còn ở phía bên dưới này là những cái tầng ở trên đó là nó sẽ có bán đồ ăn để cho mình ăn luôn. Đồ ăn của Thái ngon lắm nha mọi người. Ở trên đó đó. Thì ở đây là bán quần áo, buổi tối là có bán một ngày 3 lần. Từ 4 giờ tối cho đến 7 giờ sáng, rồi tới 9 giờ sáng cho đến 12 giờ rồi ta dẹp. Buổi chiều cỡ 4 giờ thì người khác ra bán tiếp tục ở nơi này. Quần áo rất là nhiều luôn ở khu này nha. Thì cả nhà nào mà đi taxi thì hãy ghé tới khu này là ngủ khách sạn gần đây. Thì có nhiều món ăn và khách sạn ở trong đây luôn, tất cả những thứ là đều ở trong đây để mọi người dễ mua sắm và dễ tìm những chỗ nơi mình nghỉ ngơi này nọ đó, thì ở khu này dễ tìm nhất. Thì mọi người có thể là lưu lại những cái video clip của Thi nha, Ba Dục Sky, để cho tất cả anh chị em được Thi hướng dẫn rõ ràng hơn để cho tất cả anh chị em dễ đến khu du lịch Thái Lan nha. Thôi bây giờ Thi sẽ đi về khách sạn của Thi để sắp xếp đồ và Thi sẽ đi ăn cơm trưa.